Mình đang đứng cạnh một chiếc xe tải van đã quá quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi. Đó là chiếc Sucoc hay còn gọi là chiếc su tải van thần thánh. Thì chiếc xe này trọng tải là 580 kg. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh ô tô Thiện Nhân sẽ làm cái video giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van Suzuki. Chiếc xe này mình đã làm tới 6 video rồi. Hôm nay mình sẽ làm cụ thể hơn cho cái sản phẩm này để các bạn biết là cái xe này hiện tại giá nó bao nhiêu tiền và cái đời 2019 này nó có khác gì so với các phiên bản đời xe cũ hơn hay không. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Chúc các bạn một chiếc xe có một màu trắng sữa như thế này. Thì cái chiếc xe tải van Suzuki này chỉ có một phiên bản, nó có hai phiên bản xe tải van. Thứ nhất là phiên bản xe hai chỗ trọng tải 580 kg này, và một phiên bản nữa là phiên bản cũng hai chỗ nhưng trọng tải là 650 kg. Xin lỗi các bạn, nó có hai phiên bản, một phiên bản là xe tải van trọng tải 580 kg như thế này, và một phiên bản nữa trọng tải là 650 kg. Thì hôm nay ở đây mình có cái phiên bản trọng tải là 580, vẫn là hai chỗ thôi nhưng là trọng tải 580, và các bạn nhìn thấy nó có gì khác biệt sau 30 năm không ạ? Chiếc xe Sucoc này sau 30 năm vẫn cứ ngồi những thiết kế như vậy, chúng ta sẽ không thấy có bất kỳ một cái gì nó thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái đầu xe giống một cái hộp diêm như thế này. Chúng ta có cái logo Super Carry ở đây để dán đề can. Đây là logo Suzuki. Bên cạnh nó là cái chứng chỉ khí thải Euro 4. Thì khác với các phiên bản cách đây chục năm mà chúng ta đã từng được biết tới, thì từ 2018 thì tất cả các xe tải van ở trên thị trường bắt buộc phải có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thì mới được phép lưu hành ở Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái logo in 3D chữ S của Suzuki rất là nổi bật ở đây. Thì với chiếc xe tải van thì các bạn có thể biết được chất lượng của nó có tốt hay không bằng cách là chúng ta có thể là sờ vào lớp sắt xi này, chúng ta có thể đánh vào đây, chúng ta thấy cái tiếng kêu nó thịch thịch như này thì các bạn sẽ biết rằng cái chất lượng thép rồi là chất lượng xe nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp cái nhựa này là nhựa chất lượng cũng tương đối. Với những ai mà đã sử dụng su rồi thì cái chất lượng nhựa này các bạn sẽ thay thế nó cũng rất là dễ và rất là rẻ. Ở đây chúng ta có cụm đèn pha bằng halogen này, chúng ta có đèn xi nhan ở đây, đèn gầm. Ở đây là nơi để nước rửa kính phụt lên để rửa này. Chúng ta có aggregat kính, nó rất là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ sang phần hông. Phần hông này thì cái kính thì chúng ta cũng biết rồi, cái kính này thì ở Việt Nam thì nếu chúng ta có bị bẻ thay nó, quá trình thay rồi là cái chi phí thay cũng rất là rẻ thôi. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn bên như thế này, logo Suzuki ở đây, tay lắm cửa, rồi là cửa cũng giống như các phiên bản cũ, không thay đổi gì sau 30 năm. Duy nhất cái sản phẩm này hiện tại ở thị trường Việt Nam là có hai cái mục mà được sản xuất ở Việt Nam, đó chính là lốp và ắc quy. Các bạn sẽ thấy lốp ở đây là sẽ có made in Việt Nam này và ắc quy nữa. Hai cái đặc điểm đó, hai cái sản phẩm đó là được sản xuất ở Việt Nam. Còn ngoài ra thì đều được nhập từ Trung Quốc về. Xin lỗi các bạn, nhập từ Nhật Bản về. Ở đây là cái khe cửa, cái đường dây cửa. Tất cả các xe tải van thì đều có cái khe này. Ok, chúng ta sẽ quay ra đằng sau. Các bạn sẽ ra đằng sau để xem nó có gì đặc biệt đằng sau không nhé. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái logo Suzuki được in ở trong cái tấm nhựa này, nó không phải là giá đề can. Ở đây là cái chỗ để chúng ta ấn vào để mở cửa sau ra. Chúng ta có cái logo Suzuki ở đây, đèn hậu này, đèn xi nhan. Logo Euro 4 cũng được dán đằng sau như này. Thì với một chiếc xe tải van thì điều quan trọng đó chính là cái chúng ta sẽ thấy là với cái sản phẩm xe tải van Suzuki, chúng ta sẽ có một cái khoang hàng với cái trọng tải lên tới 580 kg. Thì với bản 650 kg thì cái khoang hàng này nó không rộng hơn, nó cũng có như vậy thôi. Đó.
ta sẽ thấy là nó sẽ rõ ràng là so với những chiếc xe tải van ở trên thị trường như là Dongben hay Kenmo thì cái kích thước của khoang thùng hàng này nó bé hơn so với những cái sản phẩm đó. Chúng ta có cái hai gồ lốp được ốp chính hãng rất là đẹp ở đây. Mọi thứ thì rất là đơn sơ mộc mạc, rất là quen thuộc. Sau 30 năm Suzuki vẫn không thay đổi gì cái điểm này. Thì cái sản phẩm này hiện tại là sử dụng cái động cơ là 1 lít. 1 lít cho công suất cực đại là 37 kW. Thì như các bạn đã biết rồi, cái Suzuki thì chúng ta sẽ không có điều hòa và chúng ta sẽ không có những cái tùy chọn như là trợ lực lái, kính điện. Tất cả chúng ta là đều thuần dùng cơ, dùng tay hết. Đó thì nó sẽ đem lại cái trải nghiệm lái xe thực sự là thể thao. Nhưng ngược lại thì so với những cái chiếc xe bây giờ thì nó đã được điện hóa rồi và chúng ta sẽ nhàn hơn. Nhưng với cái chiếc xe này thì sẽ vất vả hơn cho các bác tài xế. Bây giờ chúng ta sẽ vào khoang nội thất để xem nó có gì khác biệt. Với Suzuki thì cái điểm đầu tiên khi chúng ta bước vào khoang nội thất đó chính là cái ghế da này. Ghế da này là ghế da chính hãng, đã quá nổi tiếng rồi. Chúng ta sẽ có các cái lớp nó sàn cũng là chính hãng của Suzuki luôn. Cái này chúng ta không phải đặt ngoài và chúng ta không phải chế, tất cả đều là chính hãng hết. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái khoang nội thất nó không hề lớn, nó chỉ bé bé xinh xinh thôi, nhưng mà mọi thứ nó vẫn rất quen thuộc, rất classic. Vô lăng chúng ta sẽ có vô lăng hai chấu cơ. Hành trình thì nó rất là nhỏ chứ nó không lớn, nhưng mà nó đem lại cái trải nghiệm lái xe thực tế nó rất là quen thuộc. Thứ hai là nó rất là cơ bản, rất là thể thao để cho ai thuần muốn thuần cái sự menu ở đây. Chúng ta sẽ có cái kính thì chúng ta sẽ phải dùng kính bằng tay như này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy kính quay tay. Khoang nội thất thì chúng ta nhìn thấy có gì thì nó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mà sau 30 năm đặt câu hỏi là tại sao chúng không nâng cấp nó. Ở đây thì mình sẽ để ý thấy cái hệ thống multimedia của Pioneer này, loa rất hay. Mình sẽ mở lên để bạn xem đi. Với tất cả những chiếc xe tải van, mình đánh giá đây hệ thống multimedia của chiếc xe Suzuki này rất là tuyệt vời. Hệ thống loa chính hãng của Pioneer thì các bạn sẽ không phải đắn đo gì các cái chương trình giải trí có trên xe, nó chỉ là FM thôi. Còn các bạn muốn lắp thêm có thể là cổng audio nối kết nối với điện thoại. Ok, chúng ta vì cái xe sản phẩm này không có điều hòa nên mặc định chúng ta chỉ có được cái làm mát bằng gió. Nếu các bạn lắp thêm điều hòa vào đây thì nó sẽ làm máy yếu đi. Chúng ta sẽ có một cái cần số với 5 số tiến, 1 số lùi ở đây. Đây là phanh tay. Mọi thứ cũng rất là cơ bản. Một điểm mình thích đó chính là cái trần của Suzuki này. Các bạn sẽ nhìn thấy sau đó sẽ có những cái khe tản nhiệt ở trên này. Cái trần này rất là xịn sò. Ok, mọi thứ thì nó đều quen thuộc rồi, chúng ta sẽ đi xuống thôi. Như vậy là trải qua 30 năm với cái sản phẩm xe Suzuki hiện tại nó cũng không khác biệt gì nhiều so với những cái phiên bản cách đây 30 năm. Nó chỉ khác ở cái chứng chỉ khí thải đã được tiến hóa lên Euro 4 và mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với cái giá không rẻ. Hiện tại cái xe này bên mình đang bán với tay khách hàng là 285 triệu đã bao gồm VAT. Thì với cái xe này, nếu các bạn quan tâm và các bạn muốn tìm hiểu giá của cái sản phẩm này, mời các bạn để lại comment bên dưới video hoặc gọi số điện thoại cho mình là 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.